Phong cùng ngành ngân hàng thực hiện thành công các chiến lược quốc gia của Việt Nam về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa được Thủ tướng Chính phủ phát động trên toàn quốc. Agribank đã triển khai nhiều chương trình hoạt động gắn với thông điệp vì tương lai xanh. Và với thông điệp ấy, vào sáng nay 24 tháng 11, tại trụ sở chính Agribank chi nhánh tỉnh Long An và Agribank chi nhánh Đông Long An đã tổ chức giải chạy Việt giả Agribank vì tương lai xanh. Giải chạy Việt giả đã được sự hưởng ứng tích cực của gần 400 vận động viên, gồm lãnh đạo cùng các cán bộ viên chức người lao động của ngân hàng Agribank thuộc các chi nhánh trên toàn tỉnh Long An. Tham gia chạy cự ly 2 km xuất phát từ hội sở Agribank chi nhánh tỉnh Long An qua các tuyến đường Nguyễn Trung Trực, vào đường Trương Định rồi rẽ vào Mai Thị Tốt, sau đó ra đường Hùng Vương rồi rẽ sang Trà Quý Bình và về đích tại hội sở Agribank chi nhánh Long An. Thông qua hoạt động giải chạy Việt giả Agribank vì tương lai xanh, ban lãnh đạo hai chi nhánh muốn chuyển tải thông điệp về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, mong muốn thông điệp vì tương lai xanh sẽ ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng, để từ đó cùng xây dựng hệ sinh thái xanh, bảo vệ môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của quốc gia.